Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi một game gì nào mình. Chào mừng đến với Bình Minh. Đây là game đội thường mình thấy khá là nhiều người chơi hôm nay ấy. Nhưng mà mình thấy nhiều thằng nó từ 400 ngàn nó lên 4 triệu mấy ấy. Cũng tham. Thành ra mình cũng thử vào chơi xem sao. Nhưng mà nói chung mình nghĩ là nó đéo dễ ăn như vậy đâu nhỉ. Hôm nay vốn mình từ này thì mình sẽ vào đây chơi thì xỉu đi. Hy vọng hôm nay nó cho ăn xíu thôi. Đối mình thì mỗi ngày mình chỉ ăn 100 đến 200 ngàn mình mừng rồi nha. Nhưng mà mình thường đợt nạp vào là nạp tàu to xíu để tránh trường hợp là lỡ may nó thấy mình ăn ấy, nó bắt đầu soi nha. Mình không biết đánh nhỏ cái này nó có soi không. Chứ nhưng mà game đéo nào mà nó chả có soi nha. Nhỏ to thì nó có soi cả ấy. Ui giời, bắt đầu chưa gì đã thua kìa. Khó nha. Chạy động bật 50 ngàn mẹ rồi. Game này được cái nó đặt nhanh có 15 giây nha. 15 giây với kết quả khá là nhanh. Game khá là cứ 1 phút nó mới đổi kèo một lần. 15 giây mà nó không đặt nhiều như vậy rồi thì. Nhưng mà game mà nó cân kèo nha. Đây rồi, mày nó cho ăn nha. Nó cho ăn là ngon rồi. Ôi giảm mất 1 gần rưỡi nha. Mất 1 gần rưỡi ấy. Cái biết bán này nó cho ăn hôm nay. Nó cho ăn thì ngon thôi, nó đéo cho ăn thì chịu. Chịu luôn đấy nha, nếu nó đéo cho ăn thì chịu. Chịu và chịu và chịu thôi. Biết làm sao giờ nha mày, game mà mình trả thì nó trông được đéo gì được cả. Chơi thì mình đánh đại thôi. Trúng thì ngon, đéo trúng thì chịu. Bởi khi mình xui mình biết thế đéo được. Vắn đéo nào nó về cái gì, vắn sau nó về cái gì nha, đúng không? Mình chơi thì mình cứ nói đại thôi. Trúng thì ngon, đéo trúng thì thôi. Mà chơi thì ai muốn thắng cả thôi anh em ạ. Không ai muốn thua đâu nha. Không ai muốn thua đâu nha. Đây rồi, mày nó bận chỗ ăn đi. Tính ra lúc này giờ đã ăn được cái đéo gì đâu anh em, đúng không? Mày cứ hòa vốn hòa vốn hòa vốn như đâu, đúng không? Chưa lần đéo là nó cho lên luôn đấy. Lên xíu luôn đấy. Khá là khó chứ nếu phải dễ ăn nó tin héo nào đâu anh em ạ. Run luôn mà. Trời ơi. Nó cho thắng là xíu nó lại cho thu lại nha. Má nó chứ kìa. Cày thế nhỉ. Thế ván này đặt 100 đi. Bởi vì ván trước là cứ một ván thắng một ván thua. Thì ván này thử đặt to xem sao. Đúng không? Nó lại cho ăn nên đéo biết được. Nhưng mà nó cho thua cái mới cay anh em ạ. Mới cay ấy. Thật cay thật đấy. Nhưng nó cho thua là cay đấy anh em. Đây mày nó cho ăn. Đây là mình bán này là xỉu đi nha. Đây rồi, tuyệt vời quá anh em ơi. Cuối cùng phá được một cái đó là một ván thắng một ván thua. Thắng được đây đấy anh em. Bây giờ có thể nghỉ được đấy. Mà mình cứ kỳ vọng là thắng xíu rồi đi. Lên 200 đi. Thắng 500 số vốn của mình đi. Nhìn lại thắng 100 đến 200 mà. Thì thắng tối đa 200 luôn. Khó đấy anh em, không phải dễ đâu. Trời ơi là chơi cái gì vậy. Lại thua rồi, lại thua rồi. Hay à. Cái bên nói cho ăn không đây anh em ạ. Đây rồi. Mày nó vẫn cho ăn anh em ạ. Trời ơi, nó lại thua kìa.
trăm ván này. Thua nghề nhá, đéo biết được đâu anh em ạ. Dễ lắm, thua dễ lắm. Thắng thì khó chứ thua thì dễ lắm. Thua mất bình tĩnh một cái là thua ngay à. Đây rồi, may 532 luôn kìa. Thôi nghĩ anh em ơi, thắng tâm tư là ngon rồi anh em ạ. Tâm tư là ngon rồi ấy. Có gì cà phê rồi anh em ạ. Đeo lên tham, tham tí là còn một cái nịt thì sao đúng không? Thôi, nghĩ anh em ơi. Thôi, video này anh Dũng nha. Bye bye anh em.